Phát ngôn viên John Kirby của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng ngày 22 tháng 3 lên án vụ tấn công khủng bố tại Moscow sau khi các tay súng khai hỏa và đốt cháy trung tâm thương mại và địa điểm hòa nhạc Crocus City khiến hàng chục người thiệt mạng. Ông Kirby nói rằng Mỹ đang cố gắng thu thập thêm thông tin nhưng bác bỏ suy đoán về khả năng liên quan của Ukraine, cho rằng đến nay chưa có dấu hiệu nào cho thấy điều đó. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã đặt nghi vấn về phản ứng tức thì của phía Mỹ. Có những phản ứng gây nhiều dấu hỏi. Đó chắc chắn là những bình luận từ Washington khi họ nói rằng không thấy dấu hiệu người Ukraine có thể liên quan trong cuộc tấn công khủng bố. Dựa trên cơ sở nào mà các quan chức Washington có thể đưa ra kết luận về sự không liên quan của ai đó giữa thảm kịch như vậy? Đó là dấu hỏi lớn. Nếu Mỹ hay bất kỳ nước nào khác có thông tin đáng tin cậy về việc đó, họ nên cung cấp cho phía Nga ngay. Nếu không có thông tin thì không ai, kể cả Nhà Trắng, có quyền làm thỏa mãn cho ai khác. Trước đó, cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak đã bác bỏ sự liên quan của Kiev và nói Ukraine tuyệt đối không liên quan gì với những sự kiện này. Chúng tôi có một cuộc chiến toàn diện với quân đội chính quy Nga và với nước Nga. Dù vậy, mọi thứ sẽ được quyết định trên chiến trường. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã nhận trách nhiệm vụ tấn công. Sau vụ tấn công vào nhà hát ở Moscow, không ít người đã nhắc lại cảnh báo an ninh do Đại sứ quán Mỹ tại Nga phát đi hôm 7 tháng 3 vì khả năng những kẻ cực đoan có kế hoạch tấn công tại Moscow. Tuy nhiên, phát ngôn viên Nhà Trắng Kirby đã phủ nhận rằng tôi không cho rằng cảnh báo đó liên quan đến vụ tấn công cụ thể này. Theo Reuters, Đại sứ quán Mỹ tại Moscow khi đó đang cảnh báo lên website kêu gọi toàn bộ công dân Mỹ rời khỏi Nga ngay lập tức và tránh xa các buổi hòa nhạc, đám đông. Đại sứ quán đang theo dõi những báo cáo rằng những kẻ cực đoan có kế hoạch sắp xảy ra nhắm vào những nơi đông người tại Moscow, gồm các buổi hòa nhạc và công dân Mỹ nên tránh khỏi những nơi này trong 48 giờ tới. Theo thông báo hôm 7 tháng 3 của Đại sứ quán, các đồng minh của Mỹ như Anh, Canada, Hàn Quốc hay Latvia cũng lặp lại cảnh báo này và yêu cầu công dân của họ không đến Nga. Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić ngày 23 tháng 3 cho rằng cảnh báo của phương Tây cho thấy lực lượng tình báo của họ có thông tin về các vụ tấn công khủng bố tiềm tàng. Ông bình luận, điều này nghĩa là tình báo của họ đã nghe lén được một số cuộc hội thoại nào đó, có thông tin và biết điều gì đó sẽ xảy ra. Theo nhà ngoại giao Rodion Mirosnik của Bộ Ngoại giao Nga, Moscow sẽ đề nghị triệu tập cuộc họp tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về vụ tấn công ngày 22 tháng 3. Tôi chắc rằng các nhà ngoại giao của chúng tôi sẽ nêu vấn đề này tại một cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong tương lai gần để tổ chức quốc tế lớn nhất có thể lên án những hành động này. Theo Reuters, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã lên án mạnh mẽ nhất cuộc tấn công khủng bố ghê tởm và hèn hạ tại Moscow và nhấn mạnh cần bắt những kẻ tấn công, những kẻ tổ chức tài trợ cho hành động này ra trước công lý. Hội đồng cũng kêu gọi tất cả các nước hợp tác với chính quyền Nga và các cơ quan liên quan trong việc điều tra vụ tấn công này. Nhiều nước phương Tây, Liên minh châu Âu EU lẫn các nước gần gũi với Nga đã đồng loạt lên án vụ tấn công và gửi lời chia buồn. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên,